Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game tên là Rescue Cat các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tới cái stage 121. Thì ở cái stage này mình đã vừa đổi cho cái game của mình một cái skin mới các bạn, đó là một cô gái mặc áo ấm mùa đông. Rồi ở đây thì chúng ta thấy phía dưới đây nó có một cái bẫy, cho nên đây mình sẽ cắt ở đây trước và chúng ta cẩn thận là nó có thể nó sẽ còn cái trớn đó các bạn. Chúng ta sẽ cắt từ từ thôi. Tục 122, đây có một cái anh chàng đang canh giữ cái này. Như vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta cho cô gái rớt xuống đây thì đi ngang này cũng chết, cho nên chúng ta cho anh chàng này chết trước các bạn. Đó. Ok, sau đó thì chúng ta xuống thôi. Ở cái màn này thì nó cũng khá là dễ đó các bạn. Hy vọng là các bạn cũng qua hết. Những bạn nào mà đã vượt qua hết những cái level mình đang chơi ở đây thì cứ để, có thể để lại comment cho mình biết nha. Còn bây giờ thì làm sao đây? Ở đây như thế này là chắc chắn là chúng ta không thể cắt cái cô gái này trước các bạn. Cho nên ở đây mình sẽ cắt cái này trước các bạn. Mình hy vọng là anh chàng này bay lên, đó, rớt xuống thôi. Theo thói quen thì anh chàng này sẽ quay ngược lại, cho nên sau khi mà anh chết rồi thì chúng ta có thể vượt qua dễ dàng các bạn. Ok, và tại sao thì hôm nay chúng ta lại chơi cái game này? Bởi vì vừa rồi mình thấy đứa cháu mình nó cũng đang chơi cái game này các bạn, và có một số màn nó không vượt qua được, cho nên mình đã hướng dẫn cháu mình chơi. Và mình thấy mặc dù nó có những cái màn khá là dễ nhưng mà nó cũng có những màn khá là phức tạp đó. Bước tiếp theo, ở đây chúng ta thấy nó có một chướng ngại vật, hai chướng ngại vật, và đây thì đây là những cái công cụ để chúng ta giết cái con gấu đó các bạn. Như vậy thì đầu tiên mình sẽ cắt cái này các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ cắt cái này bởi vì con gấu nó sẽ bị gây chú ý đó. Đó. Khi nó lại thì nó sẽ bị cái cây này làm chết. Bước tiếp theo đó là mình cho nó rớt xuống. Mình hy vọng là cái này nó sẽ nổ banh nè. Mình sẽ cho nổ trước các bạn. Ok, và tiếp theo mình cho con gấu nó rớt xuống thôi. Oh my god, không được. Oh my god. Mặc dù rớt con gấu nó vẫn bị chết các bạn. Ok, bạn nào đã vượt qua level này thì hãy để lại comment giúp mình nha. Tuy nhiên ở đây thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào đây? Vì vậy rõ ràng chúng ta phải con gấu chết thì cái bẫy này nó không bật lên được các bạn. Thế nên ở đây cái vấn đề của chúng ta là chúng ta phải cho cái này nó nổ trước. Ok, mình cho nó nổ trước các bạn. Đó. Ok, sau đó mình sẽ đưa cái trái banh. À, sau khi con gấu lại đây mình sẽ cắt dây thì con gấu nó rớt xuống nè. Ok, hiểu. Cái này nó có một chút phi lý, đó là con gấu mặc dù chết thì rớt xuống bẫy nó cũng phải bật lên đúng không các bạn. Ok, bạn nào thấy cái này phi lý thì hãy lại comment cho mình biết nhé. Ở level 122 tiếp theo là chúng ta giải cứu cái anh chàng này, chúng ta lấy thêm cái skin mới á. Tuy nhiên ở đây thì mình cũng không lấy đâu các bạn. Mình hy vọng là mình sẽ giúp được cái anh chàng của mình ra khỏi cái kia. Ok. Oh my god. Đây chúng ta cẩn thận các bạn. Mình phải để cho nó rớt vô rồi hay cắt. Ok. Ok, here we go. Cái game này tuy nhiên nó khá là dễ nhưng mà mình cũng nên từ từ các bạn. Ok, đây mình phan mở cái kia cái đã. Tiếp theo mình thấy ở đây nó có 17, 27, 37. Vấn đề của chúng ta là làm sao chắc chắn là cái cục này mình phải cho nó nổ bể cái chuỗi này các bạn. Còn cái anh chàng này hả, cái anh chàng này mình sẽ cho ảnh wow, cái trò này cũng hơi phức tạp đây. Oh my god. Mình cho nó rớt ở đây cho nó bể các bạn. Như vậy mình sẽ cho con ngựa lại đây. Xin lỗi, con cọp nè, mình cho chết cả cọp với lại nổ. Oh my god, nó nổ vậy là mình không được các bạn ơi. Oh my god, mình sẽ xuống đây. Oh no. Không thể này. Oh, cái màn này khá khó các bạn. 125. Ok. Wow, quá là hay luôn. Theo mình sẽ cho nổ cái này giúp bạn. Đó. Oh, hiểu rồi. Oh my god, nên lại có một cái chuyện khá là phi lý nữa. Nó nổ một cái rồi banh luôn, còn có con cọp thì nó lại không banh, không hiểu luôn. Ok, nhưng mà mình hiểu rồi, mình biết được cái quy luật của nó là được rồi. Ok, bây giờ mình đã tới level 126. Level 126 rớt xuống đây là chết liền. Anh chàng này cũng đang cầm súng đây.
vậy thì làm sao để cho anh chàng mình chết đây? Ok, mình sẽ cho cái trái bơm này rớt xuống trước à? Rồi các bạn ơi, rớt xuống trước một cái là tiêu liền nó nổ đây nè, nổ đây nè. Ok, từ từ thôi, cho nó rớt đây các bạn. Tự nhiên thôi, mọi người cắt cái này thôi. Oh my god. Đúng là càng về sau thì cái level của chúng ta nó càng khó đó các bạn. Bạn thấy cái game này nó như thế nào hãy để lại comment cho mình nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với màn tiếp theo. Chúng ta sẽ có nhiều chướng ngại vật hơn. Nếu chúng ta cắt cái này thì lập tức anh này sẽ bắn cái này chết nè. Vậy nhiệm vụ chúng ta là chúng ta phải cho cái này nó rớt xuống đây, nó dần chết này. Để mình cho như vậy, đầu tiên mình sẽ cho anh bắn con này trước các bạn, bắn trước. Thấy chưa? Rồi bước tiếp theo mình sẽ cho cái này rớt xuống rồi nó rớt tăng qua thôi. Đó, ok. Quá dễ. Ok, mặc dù nó khá dễ nhưng mà nếu mà chúng ta cắt trước là chúng ta sẽ bị thua đó. Tục. Oh my god, bây giờ không chọn mình luôn mới ghê chứ. Ok, chỉ cần rớt xuống đây cái là chết liền luôn á. Vậy đầu tiên làm gì là mình cũng phải cắt cái này trước các bạn. Chúng ta mà mình phải cắt cái này luôn nè. Mình phải cắt cái này luôn nè. Đó. Ok. Oh my god. Có nghĩa là mình cắt mình phải cắt đồng thời các bạn. Đó. Thấy chưa? Ok, mình phải cắt đồng thời, tức là mình sẽ cắt cái thanh ngang, sau đó mình cắt cái này liền chứ không là mình triệt tiêu ạ. Ok, here we go. Yo. Cái này đám rồi. Ok, tiếp tục. Level 129 thì chúng ta sẽ có những cái gì đây? Ở đây là một con gấu. Như vậy thì quả bơm này rớt xuống đây thì anh chàng này cũng sẽ rớt theo để cho anh chàng này giết con gấu các bạn. Nhưng mà chúng ta phải làm nhanh á, để anh chàng này rớt xuống cái này, xuống liền. Đó này, con gấu lại đi. Yes. Ơi. Quá là dễ luôn. Ok, ở đây là cái gì mình thấy giống như con dao các bạn. Khả năng nếu mình cắt đây là chết liền á. Nhưng mà cái con mình nó chạy đây là thua nè. Ơ, dễ thôi. Đây thôi. Ừ, sao vậy ta? Ở đây nó có cái gì ta? Không hiểu luôn. Ok, tiếp tục. Here we go. Con dao này nè, mình sẽ cho anh chàng này gớt xuống đây đi dao. Có lẽ anh dao nó sẽ giết anh này á. Oh my god, nó phóng dao. Hiểu rồi, nhưng mà anh này chết rồi thì mình không sao. Cái này là cái dao các bạn, cẩn thận nha. Đây là cái con dao cũng khá là nguy hiểm đó. Ok, 132. Mình sẽ cho anh này nhảy lên nè. Kinh thiệt, con dao đúng là cũng nhiều dữ các bạn. Yeah. Đây, đâu con dao mình sẽ cho mình. Đây con dao nè, cẩn thận các bạn ơi, làm sao ta cho con dao này bắn. Ok, đi chết. Ok rồi, nhiệm vụ của chúng ta là để qua đây thôi. Con dao này là con dao ghim nha các bạn, ở như mình hồi nhỏ người ta gọi là dao găm đó. Có thể phóng được các bạn. Đây mình sẽ có đây nhiệm vụ chúng ta, làm sao chúng ta canh cho cái anh này rớt xuống đây các bạn. Như vậy thì chúng ta cho cái thành này nó dựa vào cái tường này. Đó, chúng ta dựa cái tường chúng ta sẽ chiến thắng thôi. Đây, quá dễ luôn. Ok, here we go. Quá dễ dàng. Mà sao cái game này của mình nó lại không có phát nhạc được các bạn? Các bạn nào mà đã phát nhạc được thì hãy lại comment cho mình biết nha. Còn cái này là gì? Này có thể kích hoạt cái này nổ nè các bạn. Kích hoạt cái này nổ, như vậy đầu tiên mình sẽ cắt cái này trước các bạn. Rồi cho anh này chạy qua đây thì nó kích hoạt cái này nổ, con này chết. Ok, nghe nổ nè. Rồi xuống thôi. Yeah. Ok, quá dễ luôn. Here we go. Mình có nhân vật mới, tuy nhiên thì mình lại cũng chưa sử dụng các bạn. Tiếp tục thôi. 135. Ta thấy cầu găm thì anh này sẽ là người hy sinh cho mình trước đó các bạn. Ok, cho anh xuống đi. Cho anh. Oh my god. Nếu mà nó rớt xuống thì nếu mình rớt xuống đây thì quan trọng là nó có rớt ở đây hay không là quan trọng nè. Ok, còn bây giờ con của mình thì dễ thôi nhé. Đó,
vô đây thôi. Dao này nó bị chản rồi rồi. Ok, cho nên chúng ta sẽ rất là dễ dàng qua luôn các bạn. Theo mà 136 các bạn, đây là một cái ngòi, một cái súng như vậy, mình sẽ cho nó nổ banh với nhau trước cái đã. Hy vọng là nó sẽ vỡ đúng rồi. Ok, ôi sao, sao cái màn này nó lại dễ rồi ta. Vậy trong đây nó sẽ có những cái màn rất là dễ, màn cũng khá là khó các bạn. À mình hiểu rồi, đây nó những cái thành gỗ nó khá là mục nè. Cho nên là chúng ta chỉ cần rớt xuống cái là nó bể thôi. Rồi bước tiếp theo mình sẽ cắt dây này cho nó bắn cái này chết trước cái đã. À, rồi sau đó thì nhiệm vụ còn lại là chúng ta cho cái này nó rớt xuống nó bể thôi. Here we go. Cái nhân vật của chúng ta hôm nay có cái giao diện khá là vui nha các bạn, và khá là vui nhộn luôn. Ok, bây giờ mình đã tới 138 rồi. Hy vọng mình sẽ vượt lên một số bạn mà hôm trước mình đăng lên, thì các bạn nói là bạn đã thắng mình đó. Ok, here we go. Ở đây chúng ta cẩn thận nha. Ở đây chúng ta có ba cái chướng ngại vật các bạn, cho nên vấn đề là chúng ta sẽ cho cái nào chết trước nè. Như vậy rõ ràng ở đây thì chúng ta không thể nào giết cái con gấu được các bạn. Ý nếu mà chúng ta cắt cái này thì không giết con gấu được đâu. Cho nên là ở đây mình đầu tiên mình sẽ cho nó giết con gấu trước các bạn. Đó. Bước tiếp theo là mình cắt cái này cho thằng này đi xuống nó bắn này chết nè. Các bạn thấy không? Rồi sau đó mình sẽ diệt nó bằng cái quả bom này thôi. Ok. Here we go. La 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 la. La 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 la. Ok, bây giờ mình đã qua màn 139 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cố gắng vượt qua nhiều nhất có thể nha các bạn. Ok. Ở đây màn này 139, màn 139 thì làm sao? Chắc chắn một điều thì cái thanh này mình sẽ cho nó bắn này trước nè. Anh này gớt xuống cho nó bắn, anh này bắn ok. Này cái anh cầm cái này khả năng nó sẽ diệt cái này các bạn. Cho nên đầu tiên mình sẽ oh my god, cũng căng à. Ok, mình cho cái này xuống bắn trước các bạn. Ô này nó không bắn. Oh my god. Ôi cái gì vậy cái này game bị lỗi rồi ta. Oh my god, vấn đề tiếp theo nè. Ok, làm sao đây mình qua đây đây. Oh my god, mà 139. Ủa sao dở vậy? Ok, bạn này mình qua mình không hiểu tại sao qua luôn. Bạn nào mà qua màn này thì hãy lại comment cho biết nha. Ok, tiếp theo của chúng ta nè, càng ngày càng khó các bạn. 140. Here we go. Ô cái này chết, này là chết rồi, dễ rồi nè. Vấn đề là cái anh chàng này anh bỏ cái này là rất nguy hiểm các bạn. Mình mà chỉ cần anh này mà không chết mà anh này rớt xuống là anh chết rồi đó. Rồi thì mình cho anh bắn chết nè. Đó. Tiếp theo mình sẽ cho mày rớt xuống đi. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Đó, tự diệt nhau thôi à. Ok, còn việc còn lại của chúng ta là khá đơn giản các bạn. Oh my god, quá luôn. Đúng rồi. Cái này các bạn cẩn thận nha. Cái này chúng ta rớt không khéo là chúng ta thua rồi đó. Nghĩa là cái màn đó có nhiều cách để chúng ta vượt qua lắm đó. Bạn nào có cách khác thì hãy để lại comment cho mình nha. Còn ở đây là một cái thiết bị gì khá là nguy hiểm các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ cho nó rớt ở đây qua đây các bạn. Cho nên đầu tiên là chúng ta sẽ cho anh này vô vết tượng đứng cái đạn, mình cắt chỗ này đó. Oh my god, cũng căng các bạn. Nên rớt xuống đạn bạn chết mình nè. Oh my god. Chả thế, hiện giờ phải buộc phải vậy thôi chứ giờ sao vậy. Một hai canh các bạn, canh nha. Đúng rồi. Oh my god, cẩn thận nha, chỗ này các bạn cần phải canh cái vừa cái tốc độ nó chứ thôi là nó nhảy mạnh quá rồi nó có thể giết chết mình đấy. Có 142, ở 142 này thì chúng ta thấy nó có 1 2. Ở đây thì mình nghĩ là cái này nó rớt xuống đây giết cái sáu các bạn, còn này nó giết cái này. Mình nghĩ đơn giản vậy thôi, chỉ đơn giản vô đề thanh thản các bạn thấy không. Oh my god. Được, này nó nằm nghiêng vậy cho nên chúng ta sẽ không bị cắt các bạn. Ok, rồi thôi. Tiếp theo 143 ở này thì cái này cẩn thận nha, cái này mình sẽ cho nó mạnh vô vết tường rồi đặng nó văng ngược ra các bạn. Mình nghĩ vậy đó, còn bạn nào mà chúng ta có cách khác thì hãy để lại comment nha. Mình nghĩ cái này nó sẽ văng vô vết tường nó quay ra đây các bạn, thử coi.
Oh my god, no way. Ủa còn sao ra ta? Oh my god. cái màn 143 này hơi bị căng rồi nha. Mình lít vô nó thôi coi không được luôn. Ủa đây được ta. Oh my god, làm sao. Ở đây nó không có văng nữa các bạn. Ủa đây có cái gì nè. Không phải. Như vậy mình không qua cái đó được. Mình qua đây. À đây nè. Các bạn nhìn không nè. Nè nè nó sẽ rớt xuống các bạn. Dưới qua đây thôi. Trời ơi. Vậy mà làm mình làm hết hồn. Đúng là nó cũng lừa mình đó các bạn. Nó lừa mình đó. Lừa làm sao mà được mà lừa. Bạn nào mà vừa qua hết mà không cần bể mất mạng nào thì hãy để lại comment nha. Nhưng mình thấy này khá là hay. Ok, tục, here we go. Bước đầu tiên mình sẽ cho cái này nó xuống đây cho nó giết con gấu đi. Mình hy vọng là nó giết con gấu các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là mình rớt ở đây nó cũng không sao mà. Con gấu hay con gì cũng được. Đó, bầu. Ok, bước tiếp theo mình cho anh chàng của mình qua đây trước đã. Rồi sau đó mình sẽ giết con này. Yes. Giờ thôi, here we go. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cố gắng tới màn 150 nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ cứu bạn mình trước nè. Đầu tiên mình sẽ... đấy. Ok, bắn ghê các bạn, cẩn thận nha, bắn chết à. Bùm, không được luôn. Oh my god. Tiêu rồi. Ủa, sao chả? Vậy mà vô được các bạn, cái này bị gì á? Sao nó không bắn mình ta? 145 đây là cái chồng các bạn, cái chồng nè. Đầu tiên mình sẽ cho nó giết con gấu cái đã, giết con gấu cái đã. Ok, cho nó giết con gấu đi. Go. Đó, bước tiếp theo mình sẽ cho anh chàng này chết nè. Mình sẽ cắt cái này để nhấn qua đây là bị cái chồng nó chĩa nó các bạn. Đó các bạn thấy không, đó chĩa. Đúng là anh này anh có mắt mà cũng như mù các bạn. Có mắt mà cứ như mù đi cũng không thấy nữa. Đã, là mình qua quá là dễ dàng luôn. 146. Help me, cứu em. Cứu em với anh ơi. Đây, đầu tiên mình sẽ cho con gấu xuống cái đã. Con gấu xuống nó sẽ nhảy qua bên kia. Bum. Tự nhảy chết luôn. Màn này là dễ nhất trong số các cái màn đó bạn. Ok, here we go. 147 các bạn. Đây, mình cho nó nhảy lên đây nó chết các bạn. Nè. Nhảy lên ấy chưa. Oh my god, mày chết luôn à. Oh my god, đầu tiên mình qua đây cái đã. Oh my god nè các bạn. Ơi, tưởng dễ mà khó lắm các bạn ơi, không dễ như chúng ta tưởng tượng đâu. Here we go. 147, đầu tiên mình cho cái mình cho cái bàn rớt các bạn. Đó, nó chạy qua cái mình cho rớt xuống đây các bạn. Ok, here we go. Cái con này sao lại thích chơi banh ta, mình không hiểu luôn á. Tại sao con gấu này lại thích chơi banh các bạn? Mọi người biết để lại comment cho mình các bạn. 149 rồi. Đây, bum bum, lên đây nổ nè. Ok. Cẩn thận nó nổ đây là mình chết luôn á. Ok, cho nên là Khoan. Ok. Cho nó rớt xuống đi. Hiểu. Như vậy cho nó rớt đây là hợp lý các bạn. Nếu mà bạn không muốn rớt là mình rớt xuống đây nó sẽ bay lên đây mình chết nè. Đó, nó cũng khá là mẹo đó chứ không phải đơn giản đâu. Hiểu cơ. 150, như vậy đây là câu đố cuối cùng của chúng ta. Và cũng có một màn mới là chúng ta có một cái đống lửa các bạn. Như vậy nhiệm vụ chúng ta dập lửa thôi. Ở đây mình cắt cái này các bạn. Here we go. Ok, nước văng. Và tiếp theo là Mình sẽ cho con này nó bay lên. Oh my god. Tại ơi. Tiêu rồi các bạn ơi, 150. Oh my god. Không thể tin được. Hiểu rồi. Đầu tiên mình cho nó lên. Nè, đó. Các bạn nè, nó lửa nó sẽ đốt cháy con này. Ok. Thì ra là vậy. Mình hiểu rồi, đốt cháy xong bắt đầu mình sẽ cho cái xô này rớt xuống bạn. Đó. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Ok. Ok, như vậy thì hôm nay chúng ta đã hoàn thành tiếp theo từ một câu 121 đến câu 150. Bạn nào đã vượt qua
Hết những câu này thì hãy để lại comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.